Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Xem Nhà Online, kênh nhà đất chính chủ không qua trung gian. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà rất là rẻ luôn, nằm ở mặt tiền đường số nha. Thì nhà mình có cái địa chỉ là số 4, đường số 44, phường 4 và quận 4 nha. Đó, và đây là đầu tiên là cái đường trước nhà của chúng ta nè mọi người. Thì cái đường trước nhà chúng ta là tầm đâu đó khoảng chừng là 6-7 mét nha, là xe hơi tới được tận nơi. Đó, và xung quanh là đường nâng cao cho nên là không sợ ngập nước. Còn đây là bên trong nhà của chúng ta. Thì nhà chúng ta đó là có một cái diện tích bề ngang là 4, bề dài là 6, kết cấu là một lửng hai lầu sân thượng và giá đang kêu là 5,2 tỷ nha mọi người. Và cái giá này là chủ nhà vẫn thương được chút đỉnh. Thì theo như mọi người thấy á, là nhà là xe hơi đậu được trong nhà luôn nha mọi người. Thực sự thì bây giờ ở quận 4 á mà kiếm nhà tầm 7 tỷ đổ lại mà xe hơi á đậu được trong nhà ngay mặt tiền đường số là không có giá đó. Tại vì là quận 4 đa số á bề ngang 3 và 7 thôi đã là hơn 5 tỷ rưỡi rồi. Đó. Thì bây giờ em thấy cái giá này rất ok nha. Thì đây là cái khu vực trệt và đây là khu vực ở dưới bếp của chúng ta nè mọi người. Đó. Cầu thang là nằm gần cuối nhà nha. Và ở đây là chủ nhà dùng làm chỗ đựng xe hơi gia đình, hoặc là chúng ta để xe hơi ngay trước cổng cũng đều được nha mọi người. Đó. Nếu chúng ta đậu xe hơi ngay đó vẫn được nha. Đường rất là rộng. Đó. Và đây là cái khu vực trệt chúng ta. Rồi bây giờ em sẽ cùng đi lên lầu, em quay cho mọi người cùng xem nha. Rồi tiếp theo là bây giờ Thắng sẽ giới thiệu khu vực tầng lửng cho mọi người xem nha. Thì cầu thang nằm cuối nhà thì chắc chắn là phòng ở nằm bên tay trái rồi. Đó, thì ở bên phía tay trái chúng ta là chúng ta có một cái toilet ở ngoài phòng nè. Đó, nếu như anh chị nào thích á thì là chúng ta có thể trổ cửa ra ngoài đây và hoàn toàn làm được một phòng lớn, toilet nằm bên trong luôn nha. Và lúc trước ở đây là tầng lửng á, chỉ xây được 70% thôi, nhưng anh chủ nhà đổ ra thành một lầu luôn. Đó, và do nhà đang kinh doanh online á cho nên là hàng hóa hơi nhiều nha mọi người. Đó, đây là cái lửng chúng ta. Chúng ta có cửa sổ ở trong phòng luôn nè mọi người. Phòng cũng rất ok nha, để được một cái giường. Đó. Rồi bây giờ em sẽ đi lên tiếp khu vực lầu 1 em quay cho mọi người xem. Dạ vâng, tiếp theo bây giờ đây là khu vực lầu 1 nha mọi người. Đó. Nó giống như là ở dưới tầng lửng nhưng mà như em nói không, ở đây chúng ta đổ một cái cửa ra ngoài và làm một cái phòng lớn có toilet bên trong luôn nha mọi người. Đó. Đây là khu vực nhà vệ sinh bên trong và đây là cái khu vực ở bên trong phòng nè, rất là rộng rãi nha mọi người, để được tủ quần áo, giường và tủ lạnh luôn nha. Đó. Và chúng ta có thêm một cái ban công nhỏ ở ngoài và đây là cái đường trước nhà. Đây. Đường rộng từ 6-8 mét nha mọi người. Đó, là giao thông giữa đường 47 và 44. Thì lát hồi em sẽ quay một vòng tiện ích xung quanh cho mọi người cùng xem. Chúng ta ngó lại một vòng vòng và trước khi em sẽ lên tới lầu 2 em quay cho mọi người xem nha. Rồi và đây tiếp theo là khu vực lầu 2. Thì như em nói á, nhà đang kinh doanh online cho nên là đồ đạc để hơi nhiều. Mấy anh chị thông cảm nha. Thì đây là cái phòng bên trong lầu 2. Đó, thì thiết kế khá là giống ở dưới lầu 1. Là chúng ta có toilet bên trái nhưng mà là thiết kế khác tí xíu, là vị trí để cửa sổ và cửa ban công nha mọi người. Đó, trên đây là thêm một phòng ngủ nữa, thì tổng cộng là ba, một lửng hai lầu chúng ta có 3 phòng nha. Và đây chúng ta cũng có ban công và nhìn ra ngoài luôn nè. Đó, nói chung là theo quan điểm của em thì đấy, cái giá nhà này khá là ok nha anh chị. Rồi bây giờ em sẽ đi tiếp khu vực sân thượng, em quay cho mọi người cùng xem luôn. Rồi tiếp theo là bây giờ là em sẽ đi lên tới khu vực sân thượng. Đó, thì tổng cộng nhà mình là một lửng hai lầu sân thượng, nó có thể gọi là 5 tầng cũng được nha. Thì đây là khu vực dùng để phơi đồ, thì chúng ta có một cái sân rất là rộng để phơi đồ và giặt đồ, và chủ nhà cũng có làm một cái hàng rào xung quanh để đề phòng trộm và tránh bay quần áo nha mọi người. Đó, đây là cái view của toàn cảnh xung quanh nhà chúng ta. Và ở trên đây á, là chúng ta cũng là đúc thật nha, cho nên chủ nhà tận dụng để làm bồn nước, máy nước nóng năng lượng, đó, cục nóng cục lạnh để trên đó hết luôn. Rồi bây giờ em sẽ chạy một vòng xung quanh nhà tầm một cây số xem có tiện ích gì, em quay cho mọi người cùng xem nha. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.